Hello, mình xin chào tất cả mọi người nha. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ về giải tướng Maloc đi solo đường tà thằng nha mọi người, tức là đi top á. Thì giải tướng này nó xài được hai cái bản ngọc, một cái bản ngọc dành cho thủ và một cái bản ngọc dành cho sát thương. Thì ở đây mình lên hai cái bản ngọc, cái nào cũng được, thì tùy theo cách chơi của mọi người thôi. Mọi người thích chơi sát thương thì chơi, còn không thôi thì thích chơi theo kiểu thủ á thì mình lên ngọc thủ nha. Thì đầu tiên mình sẽ chia sẻ cái bản ngọc đi solo mà theo kiểu thủ. Thì ngọc đỏ là 10 viên giáp máu tối đa tốc đánh cho Maloc nha. Ngọc xanh thì sẽ lên là máu tối đa giảm hồi chiêu là 10 viên. Còn ngọc tím thì mình sẽ lên là máu tối đa và tốc chạy hồi máu cho Maloc. Đó, đây là cái bản ngọc thủ cho Maloc nha mọi người. Còn mà lên sát thương thì hãy lên chỗ 10 viên ngọc đỏ này nè, là sát thương chí mạng và tỷ lệ chí mạng á. Đó, là 10 viên. Ở đây thì lên tốc đánh tốc chạy cũng được, hoặc là công vật lý và tốc chạy là 10 viên ngọc tím. Còn ngọc xanh thì lên công vật lý và xuyên giáp. Đó là cái bản ngọc dành cho sát thương nha. Còn về cái phần trang bị cho Maloc đi top mà theo kiểu gặp tem bạn á, là một đội hình chuẩn hay là sát thương vật lý mạnh á, thì đầu tiên hãy là chiếc giày kiên cường nha mọi người. Và món thứ hai mình sẽ lên một cái món thủ, đó chính là cái áo, đó chính là áo tròn băng giá nè. Và món thứ ba hãy ưu tiên lên cái huy chương choi. Món thứ tư thì mình sẽ lên cái món công, đó chính là cái nanh phenia. Thứ năm chính là cái giáp phong mệnh, và cuối cùng là cái giá thứ năm là cái khiên thức chèn nha mọi người, số ghi nha. Cuối cùng là cái giáp phụ mệnh sẽ thay thế giữa cái liềm đoạt mệnh nè, cái nhâm thuẫn nè. Đó, trang bị này là đi top solo đường tà thằng nha, rất là ok. Mọi người cứ yên tâm dùng cái trang bị này chơi. Nếu mà gặp tem bạn là sát thương vật lý mạnh hoặc là tem bạn là sát thương đồng đều á thì lên này. Còn ngược lại, nếu mà tem bạn có những kỹ tướng mà khả năng hồi máu tốt á thì hãy lên cái đao chi hồn. Đó, tem bạn khỏi chơi luôn, khỏi hồi máu được luôn. Rồi, nếu mà gặp tem bạn mà sát thương phép thật mạnh á thì hãy lên cái giáp ga luôn. Đó, như vậy là ok, chỉ đơn giản vậy thôi nha mọi người. Mọi người nhớ cái này là chơi rất là ok luôn, đảm bảo, mình xin hứa rất là ok. Còn về các phù hiệu cho Maloc đi solo á thì có hai cái, một là đấu khí, hai là cái mọc giáp. Thì khi đi solo thì mình nên chọn cái đấu khí đi nha mọi người, cũng được nha. Đấu khí ở đây mình chọn cái hồi phục nè, hấp huyết. Bên đây mình chọn cố thủ. Đó, ở đây mình chọn cái tương phản, ở đây mình chọn cái xuyên tâm. Thì khi mà mình chọn cái đấu khí này á, thì nếu mà mọi người chọn đấu khí nha, hãy ưu tiên chọn cái bản ngọc là sát thương nãy mình nói á. 10 viên ngọc đỏ là tỷ lệ chí mạng, sát thương chí mạng á. Ngọc tím thì 10 viên là tốc đánh tốc chạy, còn ngọc xanh là 10 viên công vật lý xuyên giáp. Thì hãy ưu tiên là lấy cái phù hiệu này. Còn nếu mà chọn cái phù hiệu mà thủ như nãy á mình chia sẻ đó, thì mọi người hãy lên cho mình cái phù hiệu mộc giáp, đó nó sẽ tốt hơn. Ở dưới đây thì mình sẽ chọn cái cố thủ nha, nó cũng nhận được kháng hiệu ứng 12,5%. Thì đây là cái phần mình chia sẻ về Maloc, mọi người cứ yên tâm mà chơi nha. Cái trang bị này mình đảm bảo rất là ok luôn, không sai chịch chút nào đâu, mọi người cứ yên tâm. Rồi, video mình kết thúc ở đây. Mọi người muốn làm gì giải tướng nào hãy comment bên dưới, like để mình sẽ làm tất cả những giải tướng mà mọi người yêu cầu nha. Mình xin chào tất cả mọi người.